Này, đi hết cỡ luôn. Bọn nào ở trên mạng nó lừa đảo vãi chứ, cái cổng trời ở Tam Đảo chụp ảnh đẹp phê mê mẩn, lên đây toàn cây chẳng có gì. Thôi nào, thôi. Hết rồi đó. Nó quảng cáo để nó còn đưa khách du lịch đến đây. Này. Này quay xuống này. Chả có gì. Đấy, đi đến đoạn cua cua kia là có cái nhà gì đấy thôi. Ở đây cái đoạn này chấm hết. Marketing lừa đảo vãi trưởng. Ba ơi. Túi đâu để cho nhiều cái. Trên này chả có gì. Mệt quá. Bạn ơi, trên này có cái cổng trời, cổng đất gì không? Thì nó lừa mình à? Ảnh trên mạng đẹp thế mà. Cái trạm kiểm lâm mình ạ. À, chấm hết đúng không? Thế thôi đi về thôi. À, được.